Dạ vâng ạ, cả nhà thân mến, vừa nãy đến giờ là chúng ta đã đến với phần bốc thăm may mắn rất là nhiều phần quà rồi. Và có lẽ là đến đây thì em cũng xin phép được nói lời chào tạm biệt với cả nhà. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có một dịp để gặp lại nhau được không ạ? Có được không ạ? Từ từ dừng lại, vì mình còn cái voucher của anh Hà Thành. Cái voucher mà ở đây gần như ai cũng chờ. Dạ vâng ạ, cái đây chúng ta có thể là tiếp tục là bốc thăm với nhau. Và bây giờ em xin phép trước cả nhà được không ạ? Nếu mà để xin phép trước có phải là em ôm với cả nhà một ly có được không ạ? Ok, ba ly cũng được. Nếu mà bạn muốn đi, bạn có đủ khả năng uống với mỗi người một ly không? À không, cái đây tất nhiên là không rồi. Nhưng mà uống với cả nhà một ly thì được. Ok đúng không ạ? Dạ vâng, em xin phép cả nhà nha. Không, như này này. Em đi đâu? Em đi đủ team đâu? Anh Nam ạ. Em đi đủ team Hiếu Ken và anh Nam đâu? Tôi đã bỏ rồi. Hai người lên đi. Xin mời anh Hiếu. Hai người với bạn áo đỏ này trước. Sân khấu giúp em đi ạ. Dạ vâng, nghe vẻ như là trước khi xin phép mình cũng phải mệt đấy nhỉ. Chén đầu tiên ạ, không biết là anh mời anh Hiếu với anh Nam lên đây là vì chương trình hay là vì... Chị ơi, em hỏi như này nhá, em là rất ít tuổi thôi. Thứ nhất là chị mời admin cho em này, sau chị mời anh em cho em này, chị mời các nữ của team cho em này, rồi chị mời riêng em cũng được. Đây là cả nhà ơi, thế này ạ, cái gì cũng có đầu đuôi đúng không ạ? Ngay từ đầu chương trình em biết là nếu mà không uống riêng đối với từng người mà khả năng của em cũng không uống riêng đối với từng người rồi đúng không ạ? Là ngay chén đầu tiên em đã uống với cả nhà rồi thì em mới nói là chén sau cả nhà có bảo uống riêng hay là uống chung như thế nào lúc đấy cũng khó để mà bắt bẻ em được đúng không ạ? Còn bây giờ để cho đúng trình tự em vẫn xin phép trước hết là uống với tất cả các anh em trước, lúc nào cũng là tập thể trên trước, sau đó là uống riêng với ban quản trị ạ, một chén nữa. Và tiếp tục nếu mà lúc đó ai uống riêng thì em xin phép uống một chén riêng duy nhất nữa thôi, hoặc là chúng ta đại diện câu lạc bộ hoặc là một thành viên nào đó uống với em, thế là được đúng không ạ? Đúng là đủ 3 chén rồi đúng không ạ? Người đẹp bó đỏ ơi, mình nói như này này, thứ nhất này, uống với mọi người là điều đương nhiên, đúng rồi, uống với admin là điều tiếp theo rồi, uống với anh em và uống với chị em và uống với tôi riêng. Thì đấy là tình cảm riêng biệt đúng không ạ? Khi mà em đã cả tập thể rồi thì đã cả leader cũng như là ban quản trị rồi là khó có thể là điều gì đúng không ạ? Còn nếu mà ai là người đặc biệt rồi em vẫn uống riêng với người đó. Đúng rồi ạ, rượu bất khả ép bất khả tử. Em sẽ làm đủ 3 chén ạ. Em xin phép ạ, chén của em hình như là mấy giờ ở đâu ấy nhỉ? Anh Thanh. Anh Thanh. Có họ là Thanh à? Không ạ, ở đây bởi vì em biết mỗi anh Thanh thôi, nên chỉ biết bám víu của anh ấy thôi. Sau ngày hôm nay thì không biết là có biết thêm mai nữa không, nhưng em hy vọng là sau chén rượu này cũng như là sau chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể là giao lưu với nhau nhiều hơn ạ. Em đã từng đồng hành cùng với các anh em đội xe nhiều rồi, nhưng mà đội tuổi TFX thì là em ít đồng hành, khá là ít đồng hành. Em chủ yếu là đồng hành với các anh em trong cộng đồng X4 cùng với Yamaha. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là đồng hành tiếp tục với nhau ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, chén đầu tiên ạ. Cả nhà ơi, những ai muốn uống với em là em xin phép cái này là mời cả nhà. Còn những ai mà cảm thấy như tất cả mọi người cầm chén lên để mời đó. Chén này em xin có đi có lại với mọi nhau. Xin mời cả nhà, xin mời cả nhà. Thực ra thì mặt em nó hơi già nhưng mà tuổi em nó không già cho lắm, em sinh năm 94 thôi ạ. Thế nên là anh các bạn chị nãy giờ em tưởng thọ anh ơi. Và chúng ta sẽ cùng nâng ly này, em mời cả nhà nhé cả nhà ơi. Nhưng ai chúng ta đã có ly rồi ạ? Để cầm cầm chấm chén em cái. Dù gì chúc mừng em nó váy đỏ, hôm nay cho anh em mình cùng đỏ. Sau chương trình ngày hôm nay biết đâu chúng ta gặp nhau đúng không ạ? Thì là lúc đó chén riêng em không từ chối đâu ạ. Em gọi thằng yêu em nó dậy hộ anh này. Dạ vâng ạ, xin mời cả nhà. Lâm Thôn. Dạ vâng, thôi bây giờ cứ ai lên được là người lên thôi, rượu bất khả ép mà, những ai mà uống đủ rồi. Đặc biệt là với tính chất là anh em ta đi xe đúng không ạ? Giữ được an toàn là cách tốt nhất, rượu bất khả ép, đặc biệt với trường hợp anh em đi xe của chúng ta. Bây giờ xin mời cả nhà, em xin phép ạ. Cả nhà ơi. Rồi, bây giờ em lại xin phép bắt điều nha, ai nâng ly thì nâng ly ạ. Thế này em mời chung cả nhà nha, nếu mà chúng ta dành tình cảm với nhau thì chúng ta sẽ cùng nâng ly ạ. Rồi ạ, các chị sao ạ? Ok, uống gì cũng được, nâng ly là được. Không cho. Anh Nam rồi. Bảo sao mà không phê thì hơi phí, mà phê một tí thì có làm sao? Nào ai lên nào. Rồi, ok nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ủa, em xin phép mời cả nhà ly này nha, mời cả tập thể đấy ạ. Rồi anh Thanh, anh uống rồi. Đi đầu là mời về cái bạn này, bạn yêu team, bạn ấy mời cả team luôn. Bây giờ cái ly tiếp theo bạn ấy sẽ mời, bạn ấy mời hết rồi nhá. Ok, em mời hết. Ly tiếp theo là bạn phải mời, mình cũng bao giờ thầy Hiếu phải đi đầu. Bạn mời tất cả thầy Hiếu được. Không ạ, em xin phép mời các anh trong ban quản trị của câu lạc bộ trước ạ. Còn những anh là trong ban quản chị ạ. Không phải là đại diện đâu mà là tất cả các anh trong ban của chị ạ. Thiếu các em là hết rồi. Không, anh không nhận là Huy. Rồi ạ, xin mời Huy Hải Dương của chị ạ, em xin phép ạ. Trên đây là em xin phép được 10 ban quản trị và hy vọng ở đây sẽ là những người mà chúng ta sẽ có những hoạt động để đưa club của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Vừa rồi là chúng ta kết thúc cả club. Bây giờ anh nói với em như này. Từ thế này chứ không phải. Chúng ta bảo là chế tam được tứ bây giờ mới tam nam bất phú thôi. Ban quản trị ơi, ban quản trị của chúng ta luôn rồi. Em lên cái cam. Em là bộ trưởng. Rồi anh nghĩ là việc này bộ trưởng của em. Chén này là chén của riêng em, mời ban quản trị nha cả nhà ơi. Vâng, vâng, chén này đối với anh, mời đối với em Khánh vẫn là bộ trưởng của em. Rồi còn những ai nữa ạ? Thứ trong ban quản trị và những người mà chúng ta là những ngày hôm nay. Rồi ạ, ngày hôm nay thì là chúng ta là giao lưu nội bộ. Thì đây là những anh mà chúng